Mình ướp thịt sườn nướng á các bạn. Mình ướp với cái gia vị hiệu này nè các bạn, của Mỹ. Ướp cái thịt rất là thơm và ngon. Mình ướp chung với muối, tiêu, đường, bột nêm, dầu hào, tương ăn phở, sả, hành tím, hành lá, mật ong. Thịt sườn mình ướp cái mình trộn đều như vậy các bạn, để mình đem đi nướng. Đây, mình cắt như vậy, nguyên một miếng như vậy mình cắt rồi mình nướng, lát ăn để mình sắc ra nó dễ hơn. Rồi giờ mình sẽ đem đi đậy lại, mình sang qua bên cái này để mình để vào tủ lạnh. Mình không có thời gian thì mình ướp chừng 4 đến 5 tiếng nướng cũng ngon rồi các bạn. Nhưng mà mình thì để cho một đêm như vậy thì nó thấm ăn cái thịt sườn ngon hơn. Không biết để vào lọt không đây, để mình chắc lên. Rồi, dừa đủ. Đây còn cái dip sauce này, mình đổ lên thêm luôn, đổ vô lên hết. Rồi mình sẽ bao lại. Thịt mình ướp được một đêm rồi các bạn, bây giờ mình lấy ra nướng. Thơm quá. Bây giờ mình đem vào cái lò này mình nướng nè các bạn. Cái lò này nướng sướng lắm mà cũng ngon các bạn, không có khói. Đó. Mình mở nửa lửa là 350, mình mở 15 phút. Sườn nướng của mình nướng được gần 15 phút rồi các bạn. Giờ xong 15 phút rồi. Bây giờ mình lấy ra. Wow, thơm quá. Thịt sườn mình nướng mặt trên mặt dưới tổng cộng là 30 phút nha các bạn. Bây giờ mình vớt lên ra. Thơm quá. Giờ mình nướng tiếp tục. Giờ mình nướng tiếp tục nha các bạn. Chắc được hai miếng này thôi. Đây, cái này hơi dài. Được thêm một miếng nhỏ nữa. Okay, giờ mình cũng tiếp tục mình nướng 15 phút nha các bạn. Chở cái thịt qua nha các bạn. Chở cái sườn. Thịt sườn. Rồi, giờ mình tiếp tục 15 phút. Thơm
các bạn. Quá thơm luôn. Giờ mình nướng một ít thịt nạc nè các bạn. Mình ướp hai loại thịt, một sườn với lại cái này cũng là thịt sườn luôn nhưng mà không có xương. Tủ lạnh của nhà mình đang vào nước đá. Ok, giờ mình nướng tiếp tục. Cái này thì mình nướng 10 phút. Thịt nạc này không có xương á, nó mau chín á các bạn. Cái thịt sườn nạc này nè các bạn, mình nướng tổng cộng mặt trên mặt dưới là 20 phút nha các bạn. Đây. Rất là thơm luôn. Quá thơm luôn. Mời các bạn để mình cho một ít dầu hành lên nha các bạn. Ngon quá à. Thơm. Chưa ăn nên chưa dám nói ngon. Nhưng mà thật ra ngon lắm các bạn. Thơm lắm. Mời các bạn mình làm nước mắm tỏi ớt các bạn, để ăn với sườn nướng bánh hỏi. Mình dùng cái tỏi băm này nè các bạn, người ta làm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào nước mắm. Và đây là cái cầu chua nhà mình làm. Giờ mình cho một ít đồ chua vào cho cái màu đẹp một chút. Ok. Giờ xong một tô nước mắm tỏi ớt. Mình cắt một ít rau quế để mình ăn với sườn nướng bánh hỏi nha các bạn. Thơm lắm, cái quế này mình đụng vào nó là nghe cái mùi ngon ơi là ngon. Mình cắt cái mình chừa mấy cái này nè các bạn, để nó lớn tiếp tục để mình ăn á. Ở đây nữa nè, còn cái chậu này nữa nè các bạn, nhiều lắm. Đây, cao hơn. Mình cắt tiếp tục. Đây, mình cắt ngay đây, cái mình chừa cái này nè để nó lớn lên để mình ăn nữa. Thơm á là thơm, đụng tới là thơm nè. Thơm lắm các bạn. Mình mới cắt rau ở ngoài vườn về cho các bạn. Rau thơm, húng cây, húng quế, tí tô, hẹ và giấc cá. Bây giờ mình rửa rau. Húng quế thơm gì đâu á. Đây là bánh hỏi khô nè các bạn.
Mình ăn cái hiệu là ba cây tre. Bây giờ nước sôi rồi, mình cắt vào mình luộc. Mình cắt cái bao. Đây, người ta cắt xong cái bao bánh hỏi ra cái này. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần này. Mình luộc bánh hỏi khô này các bạn. Mình cho nước thật sôi. Mình để vào 1 phút. Mình trộn lên đều. Mình cho nó thấm như vậy, nó sôi lên. Khoảng 1 phút cái là mình tắt lửa. Mình đổ ra. Xóc cho cái bánh hỏi mình ráo nước á, là cái mình đem ra mình để vào cái dĩa liền. Xong cái dĩa bánh hỏi của mình. Đây, dĩa bánh hỏi tươi. Đây, trái dưa của mình nó dài nè các bạn. Dài hơn 2 găng tay luôn. 1 hơn 2 găng tay. Ăn thịt nướng mà mình có rau có dưa rồi ngon các bạn ha. Có trái dưa nè, không có cái hột luôn, ngon quá. Yeah, mình sắp như vậy. Đây, cái mâm rau sống của mình này, rau này với hẹ là rau thơm là mình cắt ở ngoài vườn mình trồng á các bạn, còn dưa leo thì mình mua. Để mùa hè trồng được cái gì thì trồng ăn, chứ mùa đông vào thu rồi là không có, toàn là đi mua không à. Wow, trái dưa nhiều quá. Ok, đây là mâm rau để mình ăn với thịt nướng bánh hỏi các bạn. Thịt sườn nướng mình nướng xong rồi, mời các bạn ăn thịt sườn nướng với bánh hỏi rau sống cùng mình và uống nước cam đây. Mời các bạn. Trước khi ướp cái mình cắt sẵn á, mình không có kéo mình cắt, mình xé ra ăn cũng được. Còn bây giờ mình cắt như vậy ăn nó cũng tiện đó các bạn, thơm lắm. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chan Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.